Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dung. Bây giờ thì đang là 7 giờ sáng của ngày 9 tháng 6 năm 2022. Câu chuyện thì vẫn rất là nóng liên quan tới ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long, những người mà dân tình thì đang réo tên để mà nhắc tới gần 45.000 người đã ngã xuống, hơn 4.000 đôi mắt trẻ thơ đã trở thành trẻ mồ côi sau cái đại dịch này rồi. Và có những cái tin đồn người ta phát hiện ra những cái tài khoản của những người vợ của những quan chức này, có những cái số tài khoản, những là có số tiền mà nó có thể nói rằng là cực kỳ lớn. Thế rồi họ thấy những quan chức này ở trong những ngôi biệt thự hàng trăm tỷ, hàng trăm tỷ. Trước đó thì ngôi biệt thự của ông Phạm Hồng Hà ở thành phố Hạ Long thì cũng đã gây sốc rồi. Chúng ta thấy ở đâu đâu cũng thế. Họ có thể lý giải rằng là tôi buôn chổi đót, tôi làm những thôi móng tay. Thế rồi không hiểu sao tiền tài thì vẫn tập trung vào một bộ phận không nhỏ các quan chức. Thế rồi con cái của họ không hiểu sao thì vẫn có thể nói rằng là họ gọi là đúng quy trình, nhưng mà quy trình thì lại rơi đúng vào con em của họ, chứ quy trình nó lại không rơi vào con em của cán bộ nông dân. Trước đây á, thì có một cái bài viết của con của trai của Tổng Bí Thư đây rồi, đó là anh Lê Kiên Thành. Anh ấy viết về một người Việt mới, một người Việt mới, một bài viết rất là hay mà tôi có để trên kênh của mình. Chúng ta nhìn vào những cái hiện tượng như là ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh, ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ông Phạm Hồng Hà và rất nhiều người khác để thấy rằng là, và đặc biệt ngay cả Lào Cai thì tôi cũng thế, họ chơi cháo, họ đứng giữa thanh thiên bật nhật ở những ngôi biệt thự cực kỳ lớn, nơi mà đông người qua lại, để thấy rằng là làm quan thì mới giàu được, còn không làm quan thì không thể giàu được đâu. Chính vì thế bây giờ quan chức họ bất chấp tất cả, công cuộc đốt lò của Tổng Bí Thư vẫn tiếp tục, bên cạnh đó là công việc của xây. Thế chúng ta nhìn qua hiện thực này mà tôi gọi rằng là phải loại bỏ, loại thẳng tay những kẻ gọi rằng là ngụy đảng viên. Họ là ngụy đảng viên bởi vì chúng ta nhìn qua những biểu hiện như thế thì chúng ta thấy những người này có thể có trong tay cái thẻ đảng, có thể cài huy hiệu đảng ở trên ngực, nhưng họ không phải là đảng viên. Đảng viên theo mô tả của Bác Hồ, đảng viên theo mô tả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không phải như thế. Thà ít mà tốt, chúng ta phải siết chặt công tác cán bộ để thấy rằng là đây là một trong những cái tồn vong của dân tộc. Và với những con người như thế, những ngụy đảng viên như thế, thì xin thưa với các bác rằng chúng ta biết kỳ vọng gì ở họ. Tôi xin trích dẫn lại cho các bác bài viết Người Việt mới của con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn để thấy rằng là nguy cơ nó nhãn tiền như thế nào. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Bài viết dù cách đây hơn 4 tháng rồi nhưng vẫn còn đầy cái tính thời sự của nó. Cảm ơn các bạn. Câu chuyện lúc 5 giờ sáng thì tôi muốn chia sẻ với các bác về một câu chuyện nó mang tên rằng là Người Việt mới. Người Việt mới, cái tên rất hay đúng không ạ? Thực ra thì trong ngày hôm qua tôi cũng đã chia sẻ với các bác câu chuyện này rồi. Nhưng bởi vì nó gắn vào trong một cái thông báo đốt lò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày hôm qua, cho nên rằng là nhiều bác có nhắn tin cho tôi á, thì nói thế này: riêng lời của anh Lê Kiên Thành, riêng lời bài viết của anh Lê Kiên Thành, Hoàng Dôn ơi, em phải đưa thẳng thành một cái video clip riêng biệt, bởi vì đây là một một bài viết rất là hay, một bài viết rất là tuyệt vời, nhìn thẳng vào thực trạng, nhìn thẳng vào vấn đề của chúng ta. Và nếu như không phải là anh Lê Kiên Thành mà là tôi mà nói cái điều này á, thì không biết rằng là bên an ninh có cho rằng là tôi xuyên tạc hay không đó, và một số cái phần tử lại cho rằng là tôi nói xấu nọ nói xấu kia hay không. Nhưng quả đúng là chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật, bởi vì nếu không nhìn thẳng vào sự thật thì chúng ta rất khó có thể đánh giá đúng và chuẩn xác cái vấn đề. Nôm na thì input đúng thì output mới chuẩn được, đúng không? Có một điều chắc chắn rằng là đầu vào mà không chính xác thì đầu ra chắc chắn là sẽ
không chính xác được. Đây là một bài viết rất là hay và cũng là một cái thông điệp mà tôi cũng muốn chia sẻ và cũng muốn nói với cả rất nhiều người. Các bác nhìn lên trên màn hình, tôi xin chia sẻ các bác bài viết của anh Lê Kiên Thành. Facebook của anh ấy là KT Lê và anh ấy là con trai của cố tổng bí thư Lê Duẩn. Cố tổng bí thư Lê Duẩn. Bài viết của anh có mang tên rằng là Người Việt Mới. Tôi xin trích nguyên văn thế này. Người Việt Mới. Sau khi Liên Xô sụp đổ, đất nước mà tôi và nhiều thế hệ người Việt Nam hằng yêu mến, kính trọng, trở nên nghèo khổ, điêu tàn. Rồi cũng chính từ trong cái nghèo khổ và điêu tàn ấy, một thời gian sau nữa xuất hiện một tầng lớp mà người ta gọi là người Nga mới. Tức là họ vẫn là người Nga, nhưng họ cũng chẳng là người Nga. Là người Nga vì họ nói tiếng Nga, nhưng họ ăn, mặc, ở, nói chung là sống và cả chết nữa. Hoàn toàn không giống những người Nga còn lại, những người Nga cũ. Bởi vì đa phần họ là người có nhiều tiền và một số ít còn lại là có rất rất nhiều tiền. Tình hình ở Việt Nam chúng ta lại hơi khác. Một lớp người Việt mới đã dần xuất hiện khi chưa có một cái sự sụp đổ nào, cả trong quan chức lẫn trong doanh nhân và ngày càng rõ nét. Là quan chức, thay vì sòng sọc điếu cày như trước kia, thì họ hút xì gà ngày vài ba điếu, mà mỗi điếu thì bằng nửa tháng lương của người lao động. Họ uống chai rượu bằng thu nhập 10 năm của một hộ nông dân thay vì rượu đế. Con họ thì đang du học ở Anh bằng tiền tiết kiệm và tiền đi bán chổi làm thêm. Vài tháng có thể về thăm bạn gái bằng vé hạng C. Bạn gái họ vài tuần có thể đi mua các thứ lặt vặt ở tận các cửa hàng tại Malino, Milano. Cách chúng ta cũng không xa lắm. Khi giao giảng về chủ nghĩa và đạo đức, họ hay viện dẫn truyện Kiều và ca dao cho dễ hiểu và sinh động. Và khi chết, để khỏi chen chúc ở những nghĩa trang, nơi có chồng chất những anh hùng liệt sĩ, những vị tiền bối, họ lại được chôn ở quê nhà ấm áp, nay đã dành hay họ đã dành vài hecta vuông vức. Bên cạnh quan chức mới, tất nhiên chúng ta hay thấy hình bóng của vài hay nhiều doanh nhân mới. Họ thường tháp tùng quan chức nhưng đi sau vài bước chân, cười rất to khi quan chức cười mỉm, gật như gà mổ thóc mỗi khi quan chức hỏi và vỗ tay rào rạt như kiểu dành cho idol khi quan chức kết thúc bài phát biểu hùng hồn. Và họ chẳng cần noi gương và học theo ai hết, đạo đức của họ sáng ngời như thế nào thì chúng ta đã biết trong vài ngày qua. Có một cái gì đó đắng chát trong cổ họng và cả trong tim nữa, khi bất chợt nghĩ rằng đất nước của chúng ta lại có thể chỉ thuộc về họ trong ngoặc kép, những người Việt mới trong ngoặc kép. Đó là lời tâm sự rất thật của anh Lê Kiên Thành, con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nhiều bác hay hỏi tôi rằng là nhiều bác lớn tuổi á, hay hỏi rằng là anh Lê Kiên Thành hay một số người khác thì có thể là bằng tuổi ba tôi, nhưng tại sao tôi lại gọi bằng anh? Thì xin phép các bác rằng là tôi quen rồi. Ngay cả một số nhà báo gạo cội, ví dụ như là chị Nga thì là bằng tuổi bố tôi luôn. Và bằng tuổi bác Tổng Bí thư Lê Duẩn, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, học cùng trường luôn, nhưng tôi vẫn gọi bằng chị, kiểu thế, quen rồi. Nhiều anh chị còn có con lớn hơn tuổi tôi cơ. Cái đấy không vấn đề gì, người trong cuộc người ta cũng không nói gì cả, bởi vì là khi cả comment trên Facebook ấy, thì tôi cũng vẫn gọi anh Lê Kiên Thành bằng anh và một số người khác. Đây là một bài viết thể hiện cái sự thấm thía con người của thầy cuộc. Anh Lê Kiên Thành ấy, thì anh ấy đã trải qua các thời kỳ và có thể nói rằng là các cung bậc cảm xúc trong cuộc đời, từ một người con của một người quyền lực bậc nhất Việt Nam, đó là cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, rồi đi làm kinh tế tư nhân từ những ngày đầu và thậm chí còn thất bại nữa. Anh có lần tâm sự rằng là nếu nói về doanh nhân thì anh ấy không phải là người thành công, bởi vì so với cả các doanh nhân khác ấy, thì anh, cái số tài sản của anh đấy chẳng là gì cả. Có thể so với người bình thường thì là bình thì cũng gọi là có của ăn của để, nhưng mà so với cả những cái doanh nhân khác thì chả là gì cả. Ví dụ như là so với cả anh Quyết FLC hay rằng là anh Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh thì các bác có thể thấy điều đó.
có một cái điều thế này để các bác có một chút nhé. Đó là bởi vì là nhiều khi anh Lê Kiên Thành này anh cực đoan và anh ấy tự trọng kiểu thế. Thế cho nên rằng là không biết những cái trò lắt léo, những cái trò của thời cuộc, có những cái trò mà chúng ta gọi rằng là đi dưới gầm bàn hay đi đêm á, để mà phát hiện ra những cái hợp đồng, những cái dự án, những cái vẽ ra. Có một thời tôi gọi rằng là cái thời của vẽ. Người ta cứ vẽ dự án ra rồi người ta bán, rồi người ta nọ thế kia, trao tay nhau toàn tiền trăm tỷ không à. Chẳng thấy làm ăn kinh doanh gì ở đây, mà tôi gọi rằng là gian thương á. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đang nói về cái lớp người Việt mới thì chúng ta có thể thấy rằng là cái lớp người Việt mới này bao gồm cả doanh nhân, bao gồm cả quan chức. Các bác có thể thấy rất nhiều quan chức cũng dạng như vậy. Họ thì vừa học tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xong, vừa thậm chí rằng là vừa dự một cái buổi lễ kết nạp đảng cho một ai đó, lại được nghe lại những cái lời thề khi làm đảng viên. Thế nhưng mà thậm chí không cần đến kết thúc, không cần đến kết thúc những buổi như thế, chỉ cần một giờ phút nghỉ giải lao thôi là họ ra ngoài và họ có thể là châm một cái điếu xì gà. Và như anh Lê Kiên Thành đã nói, một điếu xì gà đó có thể bằng nửa tháng lương của người lao động, đến hàng triệu đồng cho một điếu, và một ngày họ hút vài ba điếu kiểu thế. Thế rồi tầng lớp doanh nhân cũng thế, các bác thấy không? Chúng ta đã thấy những một tấm gương đạo đức rất là sáng ngời, những cái thứ mà người ta cho rằng là văn hóa. Chúng ta thấy rằng là CEO Phương Hằng này, chúng ta thấy anh Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh này, chúng ta có thể thấy anh Quyết này, toàn những người mà nói những lời đạo đức. Anh Quyết với cả là anh Đỗ Anh Dũng thì nói lời đạo đức thì nó hay hơn, nó chuẩn xác hơn, nhưng mà mang ra ngoài thực hành thì các anh đúng là một tấm gương sáng ngời, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta có thể thấy rằng là cuộc sống của họ thì đúng như là những người mà ở cái xứ nghìn lẻ một đêm, những ông trùm Ả Rập khéo cũng phải ghen tị về cái độ ăn chơi của những người này. Đợt này chúng ta đốt lò rất nhiều. Tôi bật mí cho các bác như vậy để thấy rằng là một số người cấp cao nhất người ta cũng đã nhìn thấy điều này và phải xử lý cái lớp người Việt mới này. Không ai cấm canh làm giàu cả, tôi điều chắc chắn, chủ trương là như thế và nhất quán là như thế. Tuy nhiên chúng tôi chỉ cấm canh làm giàu không chính đáng, nghĩa là làm giàu theo vi phạm pháp luật, làm giàu kiểu lũng đoạn thị trường và làm giàu ở trên nước mắt của người khác. Thu hồi đất với cái giá chỉ khoảng tầm 40.000 mét vuông như là anh Quyết ở Kon Tum, và sau đó xây sân gôn để rồi bán những cái vé đến hàng tỷ đồng một năm. Thì các bác tưởng tượng rằng là rồi cạnh cái sân gôn đó là những dự án biệt thự, nhà ở. Thì các bác tưởng tượng rằng là thu lời để đâu cho hết, có đúng không ạ? Hay một nhà máy sản xuất ô tô ấy, ngay cả những nhà máy Giga Factory của Elon Musk ở các quốc gia thì chẳng có một cái nhà máy nào, thậm chí nhà máy pin ấy, nhà máy nào có cái số diện tích lớn bằng cái số diện tích mà cấp cho VinFast. Rất nhiều những cái chéo ngoe mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Và cái tầng lớp này á, nó móc ngoặc lại với nhau và đợt tới chắc chắn sẽ bị xử lý. Một cái thông tin mà ngày hôm qua các bác có thể không để ý, tôi sẽ làm một clip riêng, đó chính là cái việc mà cái khu Phước Kiển ấy, Viện Kiểm sát của Thành phố Hồ Chí Minh, cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ và yêu cầu làm rõ cái trách nhiệm của công ty Quốc cường Gia Lai. Thì các bác có thể thấy rằng là đang quyết tâm làm những cái doanh nghiệp kiểu như thế này, những doanh nghiệp trục lợi kiểu này, và phải làm đến cùng. Bởi vì ấy, họ là những người Việt mới, những người Việt mà báo cáo với các bác rằng là họ cũng nói tiếng Việt cho chúng ta. Thế nhưng á, cái cách của họ rất khác. Cái cách của họ sống không giống người Việt. Bởi vì á, người Việt thì yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Còn họ thì sống trên những phận người, trục lợi trên những phận người.
những quan chức trục lợi trong dịch bệnh, những doanh nhân trục lợi trên nỗi đau của người nông dân, và đương nhiên có bàn tay cấu kết của những quan chức. Chúng ta đã nhìn thấy rồi, và chúng ta cảm thán, chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy rằng là đắng chát trong cổ họng và cả trong tim nữa, như là anh Lê Kiến Thành anh ấy nói. Bởi vì anh ấy biết rằng là hàng triệu người đã ngã xuống, hàng triệu người đã ngã xuống để chúng ta có được cái sự độc lập, tự chủ như ngày hôm nay. Thế nhưng có một bộ phận không nhỏ, họ đang phá cái thành quả công sức đi như vậy. Thế cho nên ấy, nếu như không chống được giặc nội xâm thì chúng ta chắc chắn sẽ bị ngoại xâm. Này các bác, không chống được giặc nội xâm thì chắc chắn chúng ta sẽ bị ngoại xâm. Đó là điều xảy ra trong lịch sử của chúng ta tương đối nhiều. Các Tổng Bí Thư thì đang nỗ lực một cách hết sức mình. Có thể nói một cách chắc chắn rằng bác ấy sẽ làm đến hơi thở cuối cùng để chống lại cái đội giặc nội xâm này. Và tôi không biết các anh chị an ninh hay là những người mà theo dõi kênh Trang Trang TV của tôi á, thì khi bảo vệ hoặc rằng là dùng một cái từ, tôi có thể nói rằng là che đậy đi những cái thông tin kiểu như thế, thì đang góp phần làm cho cái thế lực nội xâm đấy được an toàn. Mà thế lực nội xâm đấy được an toàn thì đương nhiên đất nước của chúng ta sẽ bị lung lay. Giặc nội xâm thì toàn là người có chức có quyền cả, không phải đơn giản. Hôm qua tôi nghe thì mấy anh phát biểu và tôi có thể nhìn thấy ở đó có một vài cái mầm mống của giặc nội xâm rồi. Và tôi hy vọng rằng là trong cái nhiệm kỳ này của bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ lôi ra nhiều cái giặc nội xâm nữa. Và xin chia sẻ các bác rằng tôi cũng đã, các bác có thể thấy rằng là kênh của tôi ấy, hiện nay là đã đạt lại cái thời đỉnh cao. Thời cao nhất tôi đạt được là 246.000 lượt đăng ký. Và bây giờ thì cái số lượng lượt đăng ký của tôi đã vượt quá 246.000. Bây giờ là 246.000, là gần 246.300 gì đó. Mà đấy còn là tôi đã bị, nghĩa là tôi đã chủ động tôi loại bỏ phải gần đến 3.000 người, 3.000 nữa cao. Mỗi lần tôi bấm cấm anh này khỏi kênh ấy, nghĩa là ẩn anh này khỏi kênh của mình ấy, là sub của tôi ấy, được đăng ký đã giảm đi một. Và tôi đã 3.000 lần tôi làm cái điều đó. Bởi vì đơn giản thôi, họ làm hai điều. Một là gọi rằng là xuyên tạc và quy kết Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Mà người tôi thật sự để có thể trả lời thế này. Trong một tin nhắn tôi gửi cho bạn tôi ấy, tôi nói rằng là nếu như tôi có thể đổi 30 năm tuổi thọ và thậm chí còn hơn, hoặc bây giờ tôi có thể đổi mạng cho bác Tổng Bí Thư để bác ấy sống nghĩ rằng là 30-40 năm nữa, tôi sẵn sàng đổi ngay. Không cần đến một cái chớp mắt, đổi ngay. Nói thế để quá có thể hiểu rằng là Hiểu về cái điều tôi muốn nói rồi đấy. Cái thứ hai nữa là họ, những cái người đó là họ cổ suý cho cái việc mà nội xâm vào chúng ta, ngoại xâm vào chúng ta. Họ cổ suý để chúng ta mất đi cái sự độc lập, mất đi cái sự đoàn kết. Đấy là tôi nói thật. Và họ đang muốn làm như thế bởi vì đơn giản họ muốn lật đổ đảng đó. Chưa cần đâu, xin lỗi các anh chị. Chỉ cần một chút tam quyền phân lập, hay chỉ cần một chút gọi rằng đa nguyên thôi, là chúng ta đã bị sâu xé bởi các cường quốc rồi. Các anh chị đừng nghĩ rằng á, mình như các cường quốc mà mình chỉ cần làm như họ là mình giống họ. Không bao giờ. Không phải cứ đi ra ngoài ăn cướp là trở thành đại ca được đâu. Đừng có nhìn thấy có những cái thằng ăn cướp ở ngoài á mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần làm với chúng nó là chúng ta thành đại ca. Không phải đâu, vào tù ngay. Đừng có lấy cái đất nước người khác ra để mà so sánh đất nước mình. Bởi vì chúng ta là dân tộc Việt Nam, chúng ta khác hẳn. Chúng ta có cái sự đoàn kết và sự thống nhất dân tộc. Và chúng ta đã chia rẽ quá nhiều năm rồi.
Và nếu ai còn có ý định nữa, tôi thẳng tay tôi block khỏi kênh của mình. Tôi không cần những cái đăng ký kiểu đó. Bởi vì tôi là người góp ý xây dựng vì cái lợi ích của dân tộc, chứ không phải là vì lợi ích của một cái băng nhóm như thế nha. Họ không bao giờ họ chịu suy nghĩ rằng chỉ cần chúng ta mở cửa thôi cho đa nguyên là lập tức phương Bắc sẽ nhảy vào, phương Tây cũng sẽ can thiệp và lập tức đất nước chúng ta trở thành một cái bể máu. Đừng bao giờ hại người Việt như thế các anh chị ạ. Mà thay vì đó, hãy chịu khó đi tìm thông tin, chịu khó đi tìm bằng chứng để phanh phui những cái giặc nội xâm ra, đó là điều tốt. Nhưng đừng có lợi dụng công sức của những cái người phanh phui giặc nội xâm. Tôi nói thật, lợi dụng công sức của Tổng Bí Thư phanh phui giặc nội xâm, lợi dụng công sức của rất nhiều nhà báo hay người khác ấy, để mà lấy đó ra để biện minh cho mình. Những người tốt, những người tử tế, những người làm cho dân tộc, làm cho đất nước, họ không bao giờ cần những cái điều như anh chị nói. Thế cho nên câu chuyện ở đây, một đảng đa đảng hay rằng là không quan trọng, mà câu chuyện rằng là phải truyền được cái sự minh bạch và để người dân giám sát. Có 10 đảng thì trong nữa mà không có lòng dân thì 10 đảng này cũng tan, mà một đảng mà có được lòng dân thì đảng đấy sẽ vững bền. Nó vô cùng đơn giản như vậy thôi các anh chị ạ. Còn đừng lấy cái tham nhũng ra, vì anh chị nhìn rất nhiều những cái nước mà tương ứng với cả tiềm lực kinh tế hay rằng là diện tích đất nước cho chúng ta ấy, thì các anh chị nhìn sang, anh chị thấy rằng là khi họ chuyển sang đa nguyên thì lập tức đất nước của họ như thế nào. Cho nên đừng có lấy cường quốc ra để mà nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần làm như họ là chúng ta được như cường quốc. Đó chỉ có trong lý thuyết này. Giống như cô nói rằng là cứ chăm chỉ thì sẽ giàu, đúng không? Cứ học giỏi là sẽ thành công. Đấy, anh chị học giỏi đi. Chỉ riêng cái câu đấy thôi, để học giỏi được không dễ. Tôi chỉ muốn chia sẻ đôi điều các bác để các bác hiểu rằng là kênh của tôi là như thế nào. Và ở đây ấy, phải nói rằng rất đau xót, nhưng anh Lê Kiên Thành đã chỉ ra rất đúng cái bản chất của một cái tầng lớp người Việt mới. Và thật sự giống như nhà báo Hoàng Linh nói, họ đang sống ở trên xương máu của chúng ta. Họ đang phản bội lại hàng triệu người đã ngã xuống. Và họ thật sự là những cái tội đồ của dân tộc. Đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành. Và nếu bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bác.